Thưa quý vị và các bạn, nhân đạo từ thiện là một nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là một trong những phẩm chất cao quý tạo nên cốt cách con người Việt Nam được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi khi đất nước gặp thiên tai, dịch họa thì truyền thống ấy lại được phát huy cao độ, kết thành sức mạnh đoàn kết rộng lớn, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân và hoạt động nhân đạo với trách nhiệm và tình cảm đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vâng, không biết quan điểm của anh Hoàng Anh thế nào, chứ theo cá nhân tôi thì từ thiện còn có nghĩa là làm tốt và nghĩ tốt. Một người không thể làm từ thiện nếu cái tâm của họ không thật sự hướng thiện. Hơn nữa, làm từ thiện sẽ không thể phát huy sự hoàn thiện nếu như không có lửa nhiệt tình và niềm đam mê thì không làm được thiện nguyện. Yêu thương trao đi là còn mãi, yêu thương trao đi để nhận lại. Đó là những ánh mắt, niềm vui, những nụ cười rạng rỡ, nhận thức rõ giá trị và sức mạnh nhân đạo, nhân văn sâu sắc của việc làm thiện nguyện từ tâm, tim, tình. Trong suốt gần 20 năm qua, câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Phúc đã và đang hoạt động từ thiện, cháy hết mình trên mọi nẻo đường thiện nguyện. Đi xuyên đêm và bây giờ đã có mặt tại điểm trao quà đầu tiên. Như các chị nhìn thấy đây là hiện trạng sau một tháng khắc phục. Và đồng bào ta hiện nay tạm thời mới có chỗ ở. Có một người phụ nữ luôn ghi nhớ những lời dạy của Bác, sống tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, không nề hà vất vả, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khổ. Lòng tốt, sự bao dung đó của chị đã kết nối được nhiều cánh tay, nhiều trái tim nhân ái để đi gieo yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tuyết và câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Phúc đại diện đầu cầu tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại điểm trao quà thứ hai. Trước ống kính clip của em Nguyễn Đô Bảo Tuyết thì gần như cái dãy nhà này đã trôi sạch hoàn toàn. 8 ngôi nhà đã trôi sạch hoàn toàn và đã được san lấp bởi đất đá từ trên đồi núi sạt xuống. Nhà em bây giờ cũng đang hầu như là mất cả đất, cả nhà, cả đất là không có chỗ ở. Hiện tại giờ cũng đang trông chờ vào chính quyền địa phương thôi ạ. Về các mạnh thường quân ạ. Qua đây thì em cùng xin thay mặt là cả hộ gia đình bị trôi và sập hoàn toàn nhà thì xin gửi lời cảm ơn đến sâu sắc đến tất cả các mạnh thường quân, một lời cảm ơn rất chân thành ạ. Nhiều số phận bất hạnh thương tâm, nhiều gia đình khốn khó, nhiều bản làng lầm than, nhiều đồng bào sống trong cảnh bị lũ lụt, lũ quét tàn phá, gặp cảnh sống cơ hàn. Nhiều con người không may mắn gặp cảnh trái ngang bi đát. Chị Tuyết cùng các cộng sự của mình đã nhiều đêm không ngủ, nhiều ngày ăn không ngon, chỉ mong góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để động viên, chia sẻ cùng đồng bào. Mỗi một năm chúng tôi đi cứu trợ đến từ 12 đến 15 tỉnh thành. Và những lần đi cứu trợ như thế thì có những lần là chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Anh chị em thiện nguyện có những lúc là phải đặt tay lên tim và chỉ có nguyện cầu sự bình an thôi. Bởi vì là có những đoạn đường đi thì chỉ vừa đúng một bánh xe ô tô đi và dưới là vực thẳm. Còn có những đoạn đường đi đang đi thì đập nước nó trào hoặc là nó cát lũ, nó đất đá nó xối từ trên xuống, có thể là lại phải đợi mấy múc nó gạt đi thì xe mới lại tiếp tục đi được. Nơi đồng bào cần là đến, đến trực tiếp, trao tận tay, làm ngay không lỗi hẹn một lần. Bất kể đó là những khó khăn, gian nan, hiểm trở, bất kể chênh vênh, nguy hiểm giữa sự sống và cái chết, chị Tuyết và các thành viên trong câu lạc bộ vẫn bước những bước chân không bao giờ biết mỏi. Tạo dựng được cái lòng tin của các mạnh thường quân và chia sẻ được cái sự chung tay góp sức của tất cả mọi người thì cái việc đầu tiên nhất là mình phải làm đầu tiên. Có nghĩa là làm bằng cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nó không lớn thì không thể làm được. Tâm phải đi đôi với cái duyên. Cái việc làm của mình phải là trực tiếp,
có nghĩa là gom yêu thương trực tiếp và trao trực tiếp những đối tượng được nhận, có nghĩa là kể cả nếu như đường đi có khó khăn hoặc là gian nan thử thách như nào thì mình vẫn đem cái tình yêu thương đấy trao tận tay và trao trực tiếp với điều kiện phải là đúng địa chỉ, đúng người. Với tổng số 38 hội viên, gần 500 cộng tác viên, tình nguyện viên trong toàn tỉnh, hàng nghìn cộng tác viên ở 18 tỉnh thành của các đầu cầu thiện nguyện trên toàn quốc và thường xuyên kết nối được với các mạnh thường quân là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Gần 20 năm làm thiện nguyện, dấu chân của chị Nguyễn Đỗ Bảo Tuyết cùng các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Phúc đã in dấu khắp mọi nẻo đường. Mặc dù mỗi người đều có những lý tưởng sống của riêng mình, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là đam mê thiện nguyện, lan tỏa yêu thương bằng những việc tử tế. Bằng cách đó, họ đã viết nên những nét vẽ rực rỡ nhất trên hành trình tuổi trẻ của mình. Cái món quà nhỏ của Tâm Phúc mang đến thì được đồng bào nhân dân trân trọng đón nhận. Có những đồng bào nhân dân đã khóc trước thiện nguyện Tâm Phúc và đấy là cái động lực duy nhất để Tâm Phúc quyết tâm vượt qua tất cả những cái khó khăn để đem một cái niềm vui hoặc một chút hơi ấm hoặc là một chút tình người đến với các đầu cầu thiện nguyện, đến với các hoàn cảnh khó khăn. Điều sự quan tâm của câu lạc bộ thiện nguyện đồng hành giúp đỡ và quan tâm đến người mù trong trong những chuyến đi, ví dụ như mình có đi những chuyến đi như thể là đi Lai Châu, Điện Biên thì đi qua đường đèo nó rất là dài, nó quanh co khúc khuỷu rồi nó sạt đường, sạt lở thứ thì nó rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà mọi người luôn luôn là có một cái lòng tin là chúng ta đi từ thiện, chúng ta đi gieo duyên thì chúng ta không sợ đi qua mọi chặng đường. Ví dụ như xe có lầy thì mọi người cũng đồng lòng đẩy xe qua. Rồi nói chung là mọi người đồng lòng nhất trí. Và chị Tuyết, chị lúc nào chị cũng rất là tự tin, mọi người tự tin vào chị Tuyết, tự tin vào con đường mình đi. Cũng không hiểu tại sao hôm nay Tuyết lại có cái cảm xúc xem lại toàn bộ những gì mình đã làm được trong nhiều năm qua. Yeah.